Tập 27. Mọi người cứ bình tĩnh đã, xin hãy nghe tôi nói. Đúng là bây giờ bọn trẻ ở diện phúc lợi không ở trong diện phúc lợi. Đó là vì lúc trước có dịch hủi. Để tránh để bọn trẻ bị lây, chúng tôi nhanh chóng quyết định đưa chúng đến một nơi an toàn hơn, tiến hành cách ly, quan sát và chữa trị cho chúng. Vậy xin hỏi địa điểm cách ly là ở đâu? Rất xin lỗi, cái này thì tôi không nói được. Tại sao không thể nói? Tại sao? Để cung cấp cho bọn trẻ một môi trường không bị các yếu tố bên ngoài quấy nhiễu. Đương nhiên cũng vì cân nhắc cho sức khỏe và tinh thần của cộng đồng. Nhưng chúng tôi có quyền biết tung tích của bọn trẻ. Đúng vậy, cô gái Nhật này đang nói dối. Mọi người đừng có tin, không sai, cô ta đang nói dối. Nói dối, thả bọn trẻ ra đi, thả người đi. Thả người đi. Đừng nói dối nữa, thả người đi. Được. Nếu mọi người không tin lời tôi nói, vậy tôi xin mời ra một đương sự để người đó nói cho mọi người biết tình hình sau khi cách ly. Cầu cầu. Cầu cầu. Con rất khỏe, con rất thích cuộc sống hiện tại và môi trường trị liệu yên tĩnh. Đừng làm phiền con. Bé cầu cầu, tại sao lại như vậy? Thực sự có người chữa bệnh cho các con sao? Ai đang chữa bệnh cho các con vậy? Cầu cầu, có phải có người ép con nói như vậy không? Nói theo bác, chỗ này rất tốt. Chỗ này rất tốt. Con rất thích cuộc sống ở đây. Con rất thích cuộc sống ở đây. Con cần môi trường trị liệu yên tĩnh. Xin đừng làm phiền con. Con cần môi trường trị liệu yên tĩnh. Xin đừng làm phiền con. Con rất khỏe. Con rất thích cuộc sống hiện tại và môi trường trị liệu yên tĩnh. Xin đừng làm phiền con. Thằng bé này sao vậy? Sao cứ có câu đó nói mãi như vậy? Cầu cầu. Cầu cầu. Thằng bé làm sao vậy? Sao thằng bé không có phản ứng gì? Có phải là nó đã bị khống chế rồi không? Chắc chắn là có vấn đề. Có vấn đề, sao lại như vậy được? Anh làm gì vậy? Em định làm gì? Không thể để họ đưa cầu cầu đi được. Tại sao? Anh không thấy phản ứng của cầu cầu rất kỳ lạ sao? Thì bảo là bị bệnh phong còn gì. Anh tin Kawashima Eiko sao? Vậy em tin truyền đơn đến vậy sao? Phong Trạch Diệu, để tôi với. Phong Trạch Diệu, lúc trước là anh đẩy cầu cầu qua cho tôi, bây giờ lại mặc kệ. Suốt cuộc là anh có ý gì hả? Em chắc chắn là em có thể đưa cầu cầu đi. Trước mắt Kawashima Iiko đến vậy sao? Em có chắc là cầu cầu sẽ tình nguyện đi với em không? Em chẳng chắc chắn gì mà em kích động làm gì? Em nói em có ấu trĩ không? Phong Trạch Diệu, anh nói ai vậy? Anh nhớ là hình như em vẫn đợi anh một bữa cơm thì phải. Đi, mời anh đi ăn đi. Anh buông ra. Có đến mức đó không? Không phải anh chỉ tiêu của em 50 lượng bạc thôi sao? Không phải em là cô đào nổi tiếng sao? Hay là lần sau đến lượt anh muốn ăn gì em cứ thoải mái chọn. Làm gì vậy? Anh hứa với em rồi. Phải rồi. Tôi quên mất. Cô đợi tôi suốt cả ngày vậy sao? Không ngon sao? Thật
Canh ngon lắm. Tên gì vậy? Canh xuân dược dục tiên dục tử. Canh này có kịch độc. Thuốc giải duy nhất trên đời ở chỗ em. Tối nay giờ hợi 3 khắc. Đợi anh đó. Sư phụ, tìm được chó rồi sao? Đây là một con chó bộ đội già về hưu, ta mua từ chỗ đồ tể. Tốt quá rồi. Nào, nào. Để tìm cho ra nơi bọn trẻ bị chuyển đến, Phong Trạch Diệu mượn khăn tay của cậu cầu và nhờ con chó bộ đội già về hưu tìm kiếm tung tích cậu bé. Không ngờ con chó già lại đưa họ quay lại Diệp Phúc Lợi Thái Dương. Phong Trạch Diệu nghi ngờ, chẳng lẽ căn cứ thí nghiệm mới vẫn ở đây sao? Lẽ nào thực sự chưa từng thay đổi? Ban ngày, Phong Trạch Diệu và Tiểu Hạch Đào đi phát tán truyền đơn, mượn sức dư luận ép Kawashima Eiko thả cô Di ở Diệp Phúc Lợi ra, nhưng bị Kawashima đưa cầu cầu ra giải dây. Lần này là cơ hội cuối cùng của họ. Phong Trạch Diệu quyết định ôm cây đợi thỏ để tìm ra sự thật. Không lâu sau đó, quả nhiên Kawasaki Eiko xuất hiện ở cửa viện Phúc Lợi. Lúc này, về cơ bản, Phong Trạch Diệu đã xác định được suy đoán của mình. Phong Trạch Diệu, anh đã sẵn sàng chưa? Em sẽ rất dịu dàng. Cửa không khóa. Cô cho thiếu gia ăn gì rồi? Canh xuân dược dục tiên dục tử. Tướng công à, dừng xe. Về viện Phúc Lợi. Thế nào rồi? Con à, lúc trước tôi đã ăn cái gì vậy? Là canh của thiếu phu nhân nấu. Một bát canh thì làm gì đến mức này? Con à, con à, không thể nào. Không thể thành ra như vậy được. Không nên thành ra như vậy. Phùng Ngọc Linh, con à, Long Sách, ai gõ cửa vậy? Sách Nhi,
Không sao đâu mẹ, có người say thôi. Anh đã đưa tôi thuốc gì? Thì xuân dược. Không phải, căn bản không phải là như vậy. Vậy thì là thuốc gì? Độc. Đúng không? Tại sao? Tại sao lại lừa tôi? Cô muốn biết tại sao không? Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã nghĩ cách làm sao để khiến cô gái kiêu ngạo này vì tôi mà đau đớn đến chết. Giờ cuối cùng tôi cũng thấy được một màn này rồi. Phùng tiểu thư, Phong Trạch Diệu sắp chết rồi. Cô sợ không? Tướng công tôi sắp chết đều là vì anh, đều tại anh hại anh ấy. Không phải tôi, là cô. Là cô tự tay hại chết Phong Trạch Diệu. Không, tôi không làm như vậy. Phùng tiểu thư, nếu muốn một người đàn ông không yêu cô một lòng ở lại bên cô thì chỉ còn một cách, khiến anh ta chết đi. Tôi không lừa cô, lúc nào cũng là cô tự lừa dối mình. Không, tôi chưa từng nghĩ đến việc hại anh ấy. Tôi chưa từng nghĩ đến việc hại anh ấy. Chỉ vì cô yêu anh ta đến vậy, anh ta đã đáng chết rồi. Long Sách à, Long Sách, tôi cầu xin anh, nói cho tôi biết đó là độc gì đi. Nói cho tôi biết cách giải đi. Cô về sớm đi, có khi còn được nhìn mặt anh ta lần cuối. Đứng lại. Đưa thuốc giải cho tôi, nếu không tôi bắn chết anh. Phùng tiểu thư, cái mạng sách của Long Sách chết không đáng tiếc. Nhưng tôi đảm bảo với cô, chắc chắn Phong Trạch Diệu sẽ chết trước tôi. Đến lúc đó lòng dạ độc ác mưu hại chết chồng của cô sẽ nổi danh khắp thành. Khi đó e là không phải Phong gia mà cả huyện thành Tân Giang đều chẳng còn chỗ chứa cô. Được thuyết minh bởi Aramat Quasi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tiểu thư từng tới sao? Long đại ca, anh tha cho thiếu gia Phong gia đi. Đứng dậy. Tiểu thư không thể không có anh ta. Lúc trước anh cũng từng quỳ trước mặt Phong Trạch Diệu cầu xin anh ta như thế đấy. Nhưng hắn vẫn suýt hại chết anh. Là tiểu thư nhà em mất Phong Trạch Diệu khiến em buồn, hay em mất đi anh thì em buồn hơn? Em tự chọn đi. Chọn đi. Anh ta không thể chết. Anh ta không thể chết vì anh được. Tại sao? Bởi vì dù sao hai người cũng từng là chủ tớ. Long đại ca, anh lấy thuốc giải ra cứu anh ta đi. Im miệng. Làm chủ tớ với Phong Trạch Diệu là sự sỉ nhục lớn nhất đời này của anh. Giờ anh sẽ phải trả anh ta gấp đôi. Anh muốn anh ta chết. Nếu em muốn làm người con gái của Long Sách anh, muốn đi theo anh, thì quên hết mọi chuyện ở Phong gia lúc trước đi. Nếu như em có ý định gì khác thì đừng trách anh không khách khí. Hiểu không?
Sẵn sàng cả rồi, chuẩn bị hành động thôi. Cô Kawashima, mang một cô về. Xảy ra chuyện gì? Thí nghiệm xảy ra chút vấn đề. Thuốc này là ai lấy vậy? Không đủ độ thuần khiết. Cậu không phát hiện ra sao? Tôi tưởng thuốc đã được nghiệm thu thì không còn vấn đề gì. Cậu tưởng đây là thí nghiệm thuốc cơ mật nhất, không cho phép có bất kỳ sai sót nào cả, cậu biết không? Vì sự sơ ý của cậu đã làm mất bao nhiêu thời gian của mọi người. Xin lỗi giáo sư. Xin lỗi, ngu ngốc. Lấy thuốc thất bại nghĩa là thí nghiệm không thể tiến hành như thường được. Một câu xin lỗi có thể bù đắp được không? Kawashima, phấn hoa mạng Đà La phong mãn đường đưa tôi không đủ độ thuần khiết. Việc lấy thuốc thử đã thất bại. Cô nhanh chóng đi trao đổi với họ đi. Thuốc mới không thể có vấn đề gì. Tôi biết rồi. Xong cả rồi. Phong Trạch Diệu, anh lừa em. Anh lại lừa em. Lần trước anh bảo em là anh mắc bệnh nan y, làm em khóc, làm em rơi rất nhiều nước mắt. Giờ anh lại lừa em. Em sẽ không tin anh đâu. Em không bao giờ tin anh nữa đâu. Anh dậy đi cho em. Anh mau dậy đi cho em. Cô buông ra đi. Anh dậy đi. Phong Trạch Diệu, không phải anh thích con hồ ly tinh kia sao? Anh dạy nói với em một câu đi. Em sẽ tác thành cho hai người. Em sẽ rời khỏi Phong gia. Em sẽ để hai người thành thân. Em sẽ để lại tất cả của hồi môn cho hai người. Phong Trạch Diệu, anh nói với em một câu gì đi được không? Phong Trạch Diệu, Phong Trạch Diệu, em xin anh nói với em một câu đi. Đừng khóc nữa. Cô muốn nói gì? Nói với ta. Hàm Băng, cứu anh. Hàm Băng, cứu anh. Tư lệnh, xin ông lập tức cho binh lính phong tỏa phong bản đường. Lý do là gì? Trong số dược liệu lúc trước phòng ban trường cung cấp có hàng loại 2 kém chất lượng. Điều này khiến cho việc chế tạo thuốc thất bại. Thí nghiệm không thể tiến hành đúng như kế hoạch. Giờ tôi lập tức phong tỏa phòng ban đường, kiểm tra từng loại dược liệu một. Không phải cô đã kiểm tra rồi sao? Còn đưa Hideyoshi Ishikawa đi nữa, vẫn xảy ra vấn đề. Lần này thì không. Lần này cô cũng bảo tôi là lần này thì không. Nhưng kết quả thì sao? Lần nào căn cứ thí nghiệm cũng gặp vấn đề. Cô bảo tôi phải tin cô thế nào? Cô có chắc chắn được là dược liệu là do Phong Mãn Đường bày trò, chứ không phải do phía cô bảo quản?
Tư lệnh Phùng. Alo, tôi đây. Cái gì? Tôi sẽ qua đó ngay. Phòng mãn đường có trộm. Tôi phụ trách quét dọn dược liệu mỗi sáng tối. Sáng sớm ra đến đã thấy không ổn. Không ổn chỗ nào? Cửa sổ. Tối qua lúc đi tôi đã đóng cửa sổ, nhưng sáng ra đến phát hiện cửa đã bị mở. Tôi lập tức đi kiểm tra lại hàng, phát hiện bị mất 500 cân phấn hoa mạng Đà La. Tôi đã nói cho Tuyết Giao tiểu thư, tôi cũng tưởng như lần trước dữ liệu bị người ta lấy đi nhưng quên báo, cho nên tôi phải đi hỏi mọi người trước. Sau đó lại cho nhân viên công ty đi tìm khắp một lượt, xác định thuốc đã bị mất. Tôi liền lập tức gọi điện báo cho tư lệnh Phùng. Lần này dữ liệu bị mất chủ yếu là phấn hoa mạng Đà La sao? Đúng vậy. Tư lệnh, tôi điều tra rồi, khóa cửa không bị tổn hại. Tôi cũng kiểm tra rồi, bề cửa sổ không có dấu chân, nên tôi đoán trộm đi vào từ cửa ra vào, cho nên hẳn là có người dùng những thứ như dây thừng và hòm chuyển dược liệu đi từ cửa sổ. Cửa sổ không bị tổn hại nhưng dược liệu lại bị mất. Hiển nhiên việc này là do nội gián trong phong mãn đường làm. Không thể nói như vậy được. Nếu tôi nhớ không lầm thì cô Kawashima cũng là cổ đông của phong mãn đường. Cô cũng có chìa khóa kho thuốc. Nếu xét theo logic này, có phải tôi cũng có thể nghi ngờ cô Kawashima cũng có thể bị tình nghi đã vào kho trộm đồ không? Tuyết Giao tiểu thư quả nhiên miệng lưỡi lanh lợi. Tiếc là tối hôm qua không có chuyện tôi xuất hiện ở phong mãn đường. Có người làm chứng cho tôi. Tư lệnh, theo như những gì cô Kawashima nói, kẻ trộm là nhân viên của phong mãn đường. Như vậy thật kỳ lạ. Tại sao người đó không lấy những dược liệu đắt đỏ một chút mà cứ phải đi trộm 500 cân phấn hoa mạng Đà La? Trộm mất 500 cân phấn hoa mạng Đà La dùng để cung cấp cho thương hội Tiểu Lâm, cộng với việc trước đó đã gửi đi hàng loại 2 có độ thuần khiết thấp. Mục đích đều là không muốn thương hội Tiểu Lâm có được dược liệu đã đặt trước đó. Tuyết Giao tiểu thư, cô nghĩ trong phong mãn đường ai sẽ có động cơ ăn cắp? Trong phong mãn đường ai có động cơ ăn cắp thì tôi không biết, nhưng nói đến động cơ ăn cắp thì tôi phải nói điều này. Từ sau khi thương hội Tiểu Lâm ký hợp đồng với phong mãn đường, ngoài 5% tiền cọc chưa từng thanh toán khoản tiền nào. Vì chuyện này, phong mãn đường phải trao đổi với thương hội Tiểu Lâm rất nhiều lần, nhưng không có văn bản. Đến lần giao dịch thứ 3, 500 cân phấn hoa mạng Đà La đã không cánh mà bay. Xin hỏi, muốn ăn không muốn trả tiền, có được coi là động cơ ăn cắp không? Kim Tuyết Giao, cô đừng có mà bẻ công sự thật. Cô Kawashima, cô cứ bình tĩnh, tôi mới chỉ đang đoán thôi. Vẫn còn một khả năng nữa. Vẫn còn một khả năng nữa sao? Đội trưởng Long, trước khi anh ở trong tù là Phong Trạch Diệu thẩm vấn anh đúng không? Đúng vậy. Anh hận anh ấy không? Kim Tiếp Giao, rốt cuộc cô muốn nói gì? Long Sách có hận Phong Trạch Diệu hay không liên quan gì đến chuyện hôm nay? Phong Trạch Diệu bây giờ đang nằm trên giường bệnh, không phải chính là nhờ đội trưởng Long sao? Thuốc của Phong Mãn Đường không cánh mà bay, không phải phù hợp với ý muốn trả thù của đội trưởng Long sao? Cô Kawashima, cô có thể nói hai chuyện này hoàn toàn không liên quan sao? Không, tư lệnh, chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi cả. Suy đoán thế này quá nực cười. Thì nó cũng nực cười ngang với cô Kawashima nghĩ Phong Mãn Đường tự trộm nhà mình thôi. Tư lệnh Phùng, xin ông lập tức cho người điều tra Phong Mãn Đường. Tôi nghĩ sau khi tạo áp lực, tên trộm đó sẽ nhanh chóng giao trả lại dược liệu thôi. Tư lệnh Phùng, tôi cũng xin đề nghị lục soát thương hội Tiểu Lâm, bao gồm nơi ở của đội trưởng Long. Kim Tuyết Giao, cô ăn cắp lại còn la làng như nhau thôi. Được rồi, được rồi, đừng cãi nhau nữa, nhức hết cả đầu. Long Sách, bắt đầu từ bây giờ cậu dẫn đội súng đến thay phiên nhau canh kho thuốc, không được để cho bất kỳ ai ra vào. Dân. Còn cô Kim Tuyết Giao,
Dược liệu bị mất, khỏi nói nữa. Tôi cho cô 3 ngày chuẩn bị dược liệu mới để cung cấp cho thương hội Tiểu Lâm dùng. 3 ngày. Nếu không chuẩn bị xong thì đóng cửa hẳn phong mãn đường này đi. 3 ngày. Đúng vậy. Số thuốc này có thể tạm thời trì hoãn tiến trình thí nghiệm của Hideyoshi Ishikawa. Nhưng mà chúng tôi bắt buộc phải tìm ra nơi thí nghiệm mới trong vòng 3 ngày, đồng thời cứu bọn trẻ trong diện phúc lợi ra. Mong là việc mất dược liệu có thể khiến Kawashima Eiko liên lạc với phòng thí nghiệm nhiều hơn. Như vậy mới có khả năng tìm ra nhiều manh mối hơn từ hành động của cô ta. Ông chủ Miêu, trong 3 ngày này anh nhất định phải giấu được số dược liệu đó thật kỹ. Tôi biết rồi, cô yên tâm đi. Phía tư lệnh Phùng và Kawashima Eiko, cô phải cẩn thận ứng phó. Lão gia, cô, lão gia không nhận ra tôi nữa sao? Tôi là Vũ Tinh, là nha hoàn thiếp thân của tiểu thư lúc trước. Vũ Tinh, chào cô. Chào lão gia. Sao hôm nay lão gia lại đến đây vậy? Tôi đến tìm mẹ của Long Sách. Bà ấy có ở đây không? Bà ấy có ở đây, ông đợi một chút nhé. Đại nương à, Vũ Tinh. Đại nương, ai ở ngoài cửa vậy? Là lão gia Phong gia, ông ấy tới thăm bà. Mau, từ từ thôi. Phong lão gia, ông tìm tôi có việc gì sao? Chị dâu, hôm nay tôi đến tìm bà là vì Diệu Nhi ốm sức nặng, bà có thể đi thăm nó không? Tôi có thể đi thăm nó sao? Được, tôi đi. Tôi muốn đi thăm thằng bé. Ông đợi tôi nhé. Được. Vũ Tinh, tôi phải đi thăm thằng bé. Vâng, tôi phải đi thăm thằng bé. Đại nương à, đại nương. Chị dâu à, chị dâu. Tôi xin cô hãy cứu lấy tướng công. Làm sao vậy? Cha chồng đã khiến anh ấy nôn ra rồi, nhưng tướng công vẫn hôn mê bất tỉnh. Trong lúc mơ màng, anh ấy cứ gọi tên Thủy Hàm Băng mãi. Người đó đã chết rồi. Anh ta còn gọi tên cô ấy làm gì? Thủy Hàm Băng là học viên xuất sắc của học viện Y Moscow. Bác sĩ cả huyện Tân Giang đều không bằng cô ta. Tôi xin cô, xin cô qua thăm tướng công, xem rốt cuộc anh ấy đã trúng phải độc gì, phải dùng thuốc gì để giải. Tôi xin cô. Tôi là Kim Tuyết Giao, không phải Thủy Hàm Băng. Thủy Hàm Băng đã bị cha cô cho 1000 súng bắn chết rồi. Không, cô là Thủy Hàm Băng. Cô có mục đích của mình. Tướng công làm mọi chuyện là vì cô. Tôi làm mọi chuyện là vì tướng công. Mà cha chồng làm mọi chuyện là vì cả phong bản đường. Tất cả chúng ta đều nhắm một mắt một mở. Nhưng mà hôm nay tướng công đang gặp nguy, cho nên tôi bắt buộc phải nói thẳng ra. Tôi cầu xin cô, cô đi xem tướng công thế nào đi. Tôi thề thân phận của cô sẽ không bị lộ ra đâu. Tôi không thể nhận lời được. Vậy nếu anh ấy là đại hiệp mặt nạ thì sao? Nếu Phong Trạch Diệu tên phá gia chi tử trong mắt cô, trên thực tế lại chính là đại hiệp mặt nạ đã cứu cô nhiều lần. Bây giờ anh ấy đã thành ra như vậy, cô vẫn khoanh tay đứng nhìn được sao? Đại hiệp mặt nạ là ai tôi không biết. Tôi cũng không muốn biết. Còn về Phong Trạch Diệu, tôi không cứu được.
Tiết Dao, cô thật tàn nhẫn quá đấy. Phong Trạch Diệu, thực sự là anh ấy sao? Trong lúc cấp bách, Phùng Ngọc Linh đã buộc miệng nói ra điều khiến Kim Tuyết Dao kinh ngạc. Nếu Phong Trạch Diệu thực sự là đại hiệp mặt nạ, chẳng lẽ cô ấy sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Nhưng cô ấy phải làm sao để xác định rốt cuộc Phong Trạch Diệu có phải đại hiệp mặt nạ hay không? Các suy đoán và nghi ngờ chồng chất khiến Kim Tuyết Dao không biết phải làm sao. Khi cô ấy nhìn thấy nhúm tóc Tiểu Hành Đào để trong cái bát, Kim Tuyết Dao chớp mắt đã ý thức được gì đó. Dường như đã biết mình nên làm gì rồi. Tuyết Dao, tiểu thư, đã đến rồi, sao không vào? Tôi ra ngoài mua bánh ngọt, tiện đường đi qua đây. Phải rồi, cô gia đỡ hơn chưa? Vẫn đang hôn mê. Vậy tiểu thư thì sao? Phong Trạch Diệu thành ra như vậy, tiểu thư nhà cô có thể yên ổn được không? Xin lỗi, Phù Ngọc Linh không biết, nhưng người xúi dục cô ta là kẻ ác độc nhất. Xin lỗi Vũ Tinh, câu này không nên là cô nói, có khác gì đâu. Tại sao không thử rời xa anh ta đi? Tuyết Dao tiểu thư, không phải tất cả mọi người đều giống như cô, có xuất thân tốt, đọc rất nhiều sách, hiểu rất nhiều đạo lý. Khi có một người đàn ông yêu cô có thể từ chối anh ta hết lần này đến lần khác. Cô đi về tự do không hề bị ràng buộc. Nhưng mà tôi không làm được. Tôi là Vũ Tinh, đây là cuộc đời của tôi. Vậy cô nói tôi nghe, thuốc độc của Long Sách ở đâu ra? Tôi đã hứa với Long đại ca rồi, những chuyện khác tôi không thể nói nhiều được. Trong cơ sở chế tạo pháo, chỉ có một thứ có thể liên quan đến vật chất độc nguy hiểm. Dựa vào suy đoán từ tóc của Phong Trạch Diệu, tình trạng đường ruột, tình trạng thần kinh và các triệu chứng khác, Kim Tuyết Dao quyết định dùng benzen để lấy mẫu thử và phức hợp phối trí rhodamin từ bát canh anh ấy từng ăn, sau đó tiến hành kiểm tra bằng tia UV. Quả nhiên mẫu thử là hiện ra ánh sáng đỏ, kết quả âm tính. Từ đó chứng minh suy đoán của Kim Tuyết Dao, Phong Trạch Diệu quả nhiên đã trúng độc tha ly. Trúng độc tha ly không có thuốc giải chuyên dụng, sau khi cho nôn sạch có thể dùng xanh phổ để tiến hành giải độc.
Nhưng mà cả phong bản đều lớn như vậy, theo ghi chép trong danh sách dược liệu, có lẽ chỉ còn đúng một hộp xanh phổ trong kho dược liệu mà thôi. Mà kho dược liệu bây giờ đã bị tư lệnh Phùng hạ lệnh phong tỏa. Do Long Sách dẫn quân đến canh gác, nếu như muốn vào đó tìm thì gần như là không thể. Giờ việc gấp chúng ta cần làm là cần có người đi thuyết phục tư lệnh Phùng xóa lệnh phong tỏa kho dược liệu, tìm ra xanh phủ. Tư lệnh Phùng có chịu buông lỏng cảnh giác không? Tôi không hiểu tại sao ông lại phải cho cô ta thêm 3 ngày. Chuẩn bị lại 500 cân dược liệu thì 3 ngày đâu có nhiều. Cứ lục tung phong bản đường lên như tôi nói, nhất định sẽ ép được kẻ trộm trả dược liệu lại. Không có bằng chứng gì. Cô bảo tôi tự dưng đi lục soát công ty người ta, trong đó còn có cổ phần của Kim Dương gia nữa. Tôi phải gặp Kim Dương gia nữa đấy. Cần chứng cứ gì? Quá rõ ràng, chuyện này là do nội gián của đại hiệp mặt nạ trong phong bản đường liên thủ với nhau để trộm dược liệu. Chúng ép chúng ta trì hoãn tiến hành thí nghiệm để chúng có thêm thời gian tìm ra căn cứ thí nghiệm và cứu người. Đó là suy đoán của cá nhân cô. Kim Tuyết Giao nói đúng, dược liệu bị trộm rất có khả năng là do Long Sách trả thù. Không thể như vậy, có gì mà không thể? Long Sách còn dám hạ độc Phong Trạch Diệu, cái gì mà không dám làm chứ? Mà tôi cũng đang muốn hỏi cô, đó không phải lại là trò của cô đấy chứ? Tôi lệnh Phùng, ông thà tin một con bé bị tình nghi là loạn đảng cũng không chịu tin thuộc hạ và bạn của ông sao? Tôi và cô ta, cô và... Cha, cha à, xin cha hạ lệnh bỏ phong tỏa kho dược liệu của phong bản đường ngay đi. Cô nghe ai nói, còn ai được nữa? Phùng tiểu thư, Kim Tuyết Giao xúi dục cô đến đúng không? Chẳng liên quan đến ai khác. Con tự muốn vậy cha. Tư lệnh Phùng cẩn thận đấy. Kim Tuyết Giao làm vậy cho thấy cô ta chột dạ rồi. Tôi đã bảo không liên quan đến chuyện khác là tự tôi muốn làm như vậy. Cha, độc Phong Trạch Diệu trúng, chỉ có xanh phổ trong kho thuốc mới giải được thôi. Cha, con xin cha bỏ phong tỏa cho con vào đó tìm thuốc đi. Trùng hợp vậy cứ phải vào kho thuốc vào lúc này. Là ai khám cho Phong thiếu gia? Hay là Phùng tiểu thư gọi bác sĩ đó qua cho tôi đích thân hỏi xem. Không còn thời gian nữa, rốt cuộc cha có đồng ý không? Tư lệnh Phùng, chuyện này chắc chắn là có vấn đề. Nói không chừng có người muốn mượn tay Phùng tiểu thư để tiêu hủy chứng cứ cô ta ăn cắp. Ông không chỉ không thể đồng ý bỏ phong tỏa, mà còn nên lập tức cho lục soát phong mãn đường. Con gái, chỉ có 2 ngày thôi. 2 ngày thôi được không? Chỉ 2 ngày thôi. Đừng, lập tức hạ lệnh bỏ phong tỏa. Nếu không, con gái sẽ chết trước mặt của cha. Tư lệnh Phùng, vì đại nghiệp phục hưng của ông phải nghĩ cho kỹ. Cha, thứ cho con gái bất hiếu, đây là lỗi do con gây ra. Nếu Phong Trạch Diệu chết, con tuyệt đối không sống một mình. Để cứu Phong Trạch Diệu, cầm súng lấy cái chết để ép bức, khiến Phùng Quốc Quy rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu bỏ lệnh cấm phong mãn đường thì cũng có nghĩa là mất đi dược liệu sản xuất U Linh số 2, trực tiếp ảnh hưởng đến kế hoạch khôi phục ngôi vua của mình. Một bên là tình máu mủ, một bên là đại nghiệp khôi phục triều đại. Phùng Quốc Quy cân nhắc hồi lâu không ngừng do dự. Trong lúc cấp bách, ông ta gọi cho Bệnh viện Hòa Bình, nói cho Phùng Ngọc Linh trong kho của Bệnh viện Hòa Bình vẫn còn thuốc. Đó là thuốc cứu mạng Phong Trạch Diệu. Cái này là mua từ phường nhuộm. Xanh phổ bình thường được dùng làm thuốc nhuộm hoặc thuốc khử hóa học. Nó rất ít khi được dùng trong y học. Nếu chúng ta không vào được kho thuốc mà giờ anh ấy trúng độc nghiêm trọng, thì chỉ có thể cân nhắc đến việc mang nguyên liệu gốc ra chế thuốc từ đầu. Có nguy hiểm không? Có.
Thuốc cho người dùng yêu cầu rất nghiêm khắc về mức độ tạp chất, độ thuần khiết không đủ cao sẽ tăng khả năng tăng kali máu, ảnh hưởng độ thẩm thấu. Cho nên, có thể không dùng thì không nên dùng. Sao rồi? Cha tôi không chịu bỏ lệnh phong tỏa. Nhưng mà ông ấy hỏi rồi, bảo là trong nhà kho bệnh viện Hòa Bình vẫn còn một hộp thuốc thử. Đại nương, đại nương bà đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi. Phong lão gia đâu? Ông ấy vừa đi, quản gia đến chuyển lời rồi, bảo là Phong thiếu gia đã được chuyển vào bệnh viện quân đội. Phong phu nhân sau khi nghe tin cũng không được ổn lắm, cho nên cũng chạy qua đó xem sao rồi. Đại nương, vậy bà có tới bệnh viện nữa không? Đi, phải đi chứ. Tôi đợi Sách Nhi trở về rồi đi cùng với nó. Đại nương à, hình như Long đại ca còn bận việc, e là chưa quay về ngay được đâu. Vũ Tinh, tôi nghe nói Bạch Dương Quang phía Nam Thành rất linh, cô đi xin giúp tôi một lá bùa bình an có được không? Đại nương muốn một lá bùa bình an.